Vâng, xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của ô tô Đức Thiện. Đứng cạnh em đây là một chiếc Ford Ranger Wildtrak. Đấy, như các bác thấy biển rất đẹp nhá, 29C61668. Biển cực kỳ đẹp luôn. Chiếc này đời 2015. 2015 đã là form mới các bác nhá. Đấy. Xin mời các bác cùng đi về tổng thể nó ngoài xe. Màu cam là cái màu đẹp nhất của Wildtrak nhá. Đấy, một cái màu thì nó rất là tươi, rất là khỏe khoắn. Wildtrak thì là một cái mẫu xe rất được ưa chuộng trên thị trường xe cũ, luôn luôn là một mặt hàng rất là hot. Đấy, vận hành rất bền bỉ, rất khỏe khoắn và trang bị rất nhiều công nghệ an toàn. Chiếc này của em biển đẹp này, không những thế xe còn được độ lên độ đèn hậu này. Đấy, độ đèn hậu full led nhá, cực kỳ đẹp luôn. Và một cái nữa đó là cái cốp này đây, để em mở các bác xem. Đây, phần cốp phần thùng phía sau nhá, rất đặc biệt. Phần nắp thùng này được độ là nắp thùng điện. Đấy, cực kỳ hiện đại, rất là xịn sò các bác nhá. Không hề mất chút sức nào luôn. Đấy, đóng mở điện một chạm rất hiện đại. Đấy, còn độ thêm cả đèn phía trong nữa rất là tiện. Đó. Rất ít xe độ nhảy nhá. Các bác chủ cũng rất là chịu chơi đấy ạ. Độ đèn rồi độ nắp thùng điện. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Xe này xe mộc các bác nhá, xe mộc. Bên em vừa về xong chỉ rửa quán nước là quay luôn các bác xem. Đấy, chất lượng xe thì bên em cam kết luôn là xe không ngập nước, không tai nạn, động cơ nguyên bản. Các bác đánh giá hãng kiểm tra thoải mái. Đấy, bên em cam kết bằng văn bản rõ ràng luôn, yên tâm về chất lượng xe. Xe mộc thôi nhưng mà lớp sơn của nó vẫn còn rất đều. Những cái đường nét nó vẫn còn rất là cứng cáp đấy ạ. Và xe còn được độ thêm cái ốp vòm lốp này. Đấy, nhìn trông nó rất là khỏe. Wildtrak thì là một mẫu xe rất nhiều công nghệ an toàn. Đấy, chúng ta có cảm biến phía trước, cảm biến sau đầy đủ cả. Vâng, mời các bác cùng vào bên trong nội thất để thấy được chất lượng xe. Đấy, nhưng mà thấy từ táp lô này. Đấy, rồi là ghế da đây, nguyên bản theo xe. Nó còn rất là đẹp đấy ạ. Nội thất zin theo xe luôn. Đấy, bọc vô lăng này, chủ sẽ được độ thêm một cam hành trình đây. Cam hành trình độ. Xe rất nhiều công nghệ luôn. Chúng ta có điều hòa hai vùng này, dài cầu điện này, đó. Cân bằng điện tử, hỗ trợ đổ đèo, rất an toàn. Ở đây chúng ta cùng còn có thêm đó là giới hạn khoảng cách, giới hạn tốc độ và cảnh báo lệch làn luôn. Đấy. Một mẫu xe bán tải rất nhiều công nghệ an toàn và hiện đại. Chất xe còn rất là mới đấy ạ. Đấy. Các bác quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp đến số hotline em để trên màn hình hoặc qua ô tô Đức Thiện số 10 phố Thành Thái, cầu Giấy, Hà Nội để xem trực tiếp cũng như là chạy thử xe. Đấy. Mời các bác cùng ra hàng ghế phía sau đây. Đấy. Hàng ghế thứ hai thì gần như là không ngồi mà lên nó vẫn còn rất mới luôn. Ghế vẫn còn rất là căng đấy ạ. Đấy. Trải sàn đầy đủ, dàn kính chống nóng. Hai cổng giạc phía sau rất tiện luôn, 230V, 12V đầy đủ cả. Vâng, Ford Ranger Wildtrak 3.2 đời 2015. Xe chất, biển đẹp mà lại độ rất nhiều đồ, tội gì mà không mua đúng không các bác? Mà giá thời điểm hiện tại rất phù hợp các bác nhá, 2015 mà các bác có thể sở hữu được form mới rồi. Đấy, màu cũng đẹp nữa. Các bác quan tâm hãy liên hệ trực tiếp đến số hotline em để trên màn hình. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.